Tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy ở ngày thi đấu hôm qua giúp đội tuyển bắn súng nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung phấn chấn về mặt tinh thần, tự tin hơn khi chinh phục đấu trường ASEAN 19. Ở môn bắn súng diễn ra từ 8 giờ sáng, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt ở nội dung 10m súng hơi cá nhân và đồng đội. Ba xạ thủ đại diện Việt Nam tranh tài ở nội dung này là Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thủy Trang. Đây chính là nội dung sở trường của Trịnh Thu Vinh khi cô xếp hạng 5 giải vô địch thế giới 2023 và đoạt suất tham dự Olympic Paris 2024. Vì thế Thu Vinh được kỳ vọng mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay. Lê Thanh Tùng hứa hẹn phát huy kinh nghiệm ở chung kết xạ đơn môn TDDC Ngọc Dương ở môn TDDC bắt đầu từ 13:30. Đội Việt Nam có sự góp mặt của Trịnh Hải Khang ở chung kết nội dung nhảy trống và Lê Thanh Tùng ở chung kết nội dung xạ đơn. Hải Khang được kỳ vọng tạo đột phá nhờ sức trẻ, còn Thanh Tùng sẽ phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc để đạt thành tích tốt dù phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ mạnh. Chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhị Yến đang có phong độ tốt nam trung ở môn điền kinh diễn ra từ 18 giờ. Đội Việt Nam trình làng ba gương mặt lần đầu bước ra đấu trường ASEAN là Trần Thị Nhị Yến, 100m nữ, Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh, 400m nữ. Nữ hoặc tốc độ, Việt Nam Trần Thị Nhị Yến mới 18 tuổi, đang tiến bộ qua từng giải đấu nên được kỳ vọng tạo đột phá thành tích ở ASEAN 19. Nguyễn Huy Hoàng góp mặt ở nội dung 400m tự do mà anh từng đoạt HCV tại SEA Games 31 năm ngoái. Trong môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Ngọc Vinh thi đấu vòng loại 400m tự do. Phạm Thanh Bảo góp mặt ở 50m X, Trần Hương Nguyên tranh tài 200m ngửa, Nguyễn Quang.